hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người những cái căn shop house gọi là độc nhất vô nhị tại dự án Zai Gai Nhà Bè. Thì những cái căn shop house này là nằm mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ. Những cái căn shop house như mọi người nhìn thấy là nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, và diện tích của những căn shop house này là 7x18, được xây dựng 1 trệt, 3 lầu và 1 sân thượng, và có thiết kế thang máy ha cả nhà. Đây là những cái cách thiết kế của chủ đầu tư. Đây là những cái concept, những cái thiết kế lên kép mà chủ đầu tư đã đưa ra. Nhưng mà hiện tại đối với cái dự án này thì chủ đầu tư sắp bàn giao. Nên quý anh chị và khách hàng khi mà đi dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ thì thấy những cái căn shop house này là đang đưa vào hoàn thiện rồi. Khá rất là đẹp và bắt mắt. Nó còn đẹp hơn những cái lên kép thiết kế mà của chủ đầu tư đã thiết kế mà lúc đầu mở bán nào vào năm 2020 cho quý anh chị và khách hàng đặt mua. Thì theo như mọi người thiết kế thì gồm có 1 trệt, 3 lầu, áp mái. Thì ở đây là sẽ bố trí tầng trệt và tầng 2 là làm shop, và tầng 3 và tầng 4 thì mình có thể là dùng để ở. Nên là rất là tiện lợi cho quý anh chị. Và đặc biệt ở đây là cầu thang đi bộ thì thiết kế là nằm sau cùng. Phía trước thì có thêm một con đường 12m dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ, và phía sau là có một khoảng lùi rất là thoáng. Nên là cái căn shop house này là rất là tiện lợi để cho việc kinh doanh mua bán. Diện tích đất của cái căn shop house này là 7x18, 126m2, và tổng diện tích sàn xây dựng là 370m2 sàn xây dựng, và chỉ có 66 căn trên 359 căn của cái dự án, và nằm trong cái phân khu Zai River Country One. Hôm nay Phước Sửu sẽ là phân tích lại cái tiềm năng của shop house Zai Gai Nhà Bè. Như mọi người nhìn thấy thì dọc theo cái trước mặt của shop house này là con đường 12m, nên là khi mà quý anh chị di chuyển vào shop house của GS Nhà Bè này để mua sắm thì quý anh chị đậu xe rất là dễ dàng, bởi vì dọc theo con đường Nguyễn Hữu Thọ 60m thì còn hình thành theo con đường khoảng 12m dọc theo cái dãy shop house thì rất là tiện lợi vấn đề về mua sắm. Như một số chủ đầu tư thì họ không có chừa con đường này, nên là chủ đầu tư này rất là tinh tế, nên những cái dòng sản phẩm shop house của GS Nhà Bè này rất là được khách hàng ưa chuộng. Nói về cái shop house của GS Nhà Bè có thực sự là một nơi đầu tư tốt hay không, và sau này có thể kinh doanh tốt được hay không, thì mình sẽ nhắc đến cái cung đường Nguyễn Hữu Thọ. Cung đường Nguyễn Hữu Thọ là một cái cung đường gọi là thành phố rồng trong tương lai, bởi vì là dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ là không có nhà dân hiện hữu mà chỉ có toàn bộ là những cái dự án đẳng cấp và cao cấp. Những cái dự án này sẽ hình thành bởi những cái chủ đầu tư rất là lớn như là của Phú Long, của La Via La, của Nay Sao, của Làng Đại Học, của khu dân cư Thái Sơn, và điều đặc biệt là một cái dự án rất là lớn là của khu dân cư GS. Nên là dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ này sẽ là một cái khu mua sắm sầm uất, và việc di chuyển rất là dễ dàng qua những cái quận trung tâm và di chuyển đi về tất cả các tỉnh miền Trung, miền Tây. Thì với cái shop house này á, là sở hữu như thế nào và mua bán chuyển nhượng như thế nào thì rất là nhiều quý anh chị thắc mắc. Thì Phước Sửu sẽ phân tích cho về cái pháp lý. Đối với lại GS Hàn Quốc là một cái tập đoàn gọi là bất động sản hàng đầu tại Hàn Quốc và đứng thứ tư tại tất cả các nước trên thế giới. Thì về pháp lý khi mà chuẩn chỉnh pháp lý khi mà họ triển khai một dự án thì rất là chuẩn chỉnh và rất là đầy đủ. Nên pháp lý của những cái căn shop house này là gọi là sở hữu vĩnh viễn và có sổ hồng lâu dài. Bởi vì một số cái dự án khác nói đến shop house thì không được cấp sổ hồng, bởi vì gọi là hình thức gọi là kinh doanh mua bán. Nhưng mà đối với cái dự án này thì shop house vẫn có sổ hồng sở hữu vĩnh viễn và có thể là được cái là sang tên là ngay và ra phòng công chứng giống như những cái sản phẩm khác trên thị trường. Về mức giá của cái dự án này thì rất là khá cạnh tranh so với những cái mức giá của trong cùng khu vực, và đặc biệt là có mức giá thấp hơn nhiều so với mức giá của Phú Mỹ Hưng. Nên là cái dòng shop house của GS Hàn Quốc được khách hàng đón nhận rất là nhiều.